bác. Em lên sóng con rửa bát Panasonic T9. Cái con T9 này thì các bác nhìn bên ngoài của nó như con TR7, nhưng thực chất ra nó là phiên bản nâng cấp của TR7 nhé. Đấy, tất cả bên mạch mọi thứ bên trong của nó giống hệt TR9, chỉ vẫn sử dụng là hai cái cánh của TR7 thôi. Phiên bản này trên này giá thành khá là vừa phải mà các bác lại được một cái máy như là TR9. Con này em bán là 4,2 triệu, bảo hành 2 năm nhé. Tất cả máy cái dòng TR em bảo hành cho các bác 2 năm, như hoàn toàn yên tâm sử dụng. Con TI9 khá là đẹp luôn này. Máy móc tất cả từ cái phần thân này đổ lại đây thì nó là dùng kể cả bên mạch bên dưới các thứ nâng cấp là của TR9. Nhưng mà cánh thì vẫn còn là của TR7. TI9 này các bác này. Đây, đây hai số điện thoại giao dịch bên em nhé. Hai kênh YouTube qua xem kênh cho em xin một cái đăng ký kênh. T9 Eco Navi, cái giao diện này nhìn trông khá là đẹp luôn. Một cái viền mạ trắng, rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ, rồi thời gian sấy hẹn giờ 30 phút này, rèm giữ khô. Đây. Nội thất thì tất cả cái nhựa này nó cũng màu trắng giống là TR9 rồi. Đúng hệt. Con này khá là mới luôn, cái giá này còn rất là sáng các bạn. 4,2 triệu đây. Này các bác có một con máy được bảo hành 2 năm. Đây T9, mẫu mã hình thức đẹp. Chào các bác.